Rồi đối với lại cái bài assignment, các bạn thấy là yêu cầu của assignment rất là dễ đối với lại giai đoạn 1. Giai đoạn 1 chỉ có cái menu thôi. Giai đoạn 1 chỉ có cái menu. Như vậy thì menu chúng ta sẽ làm gì ở đây? Các bạn sẽ ghi ra khi chạy chương trình. Xuất hiện menu. Rồi, nó có chữ menu. Thứ nhất, xuất hiện cái chữ menu. Và trong này cho thầy cái chữ mã số sinh viên đi. Thêm ha. Mã số sinh viên tên để thầy biết cái bài này của ai. Menu mã số sinh viên tên. Thứ nhất, nếu như trong này người ta yêu cầu chức năng số 1 là gì? Kiểm tra số nguyên tố. Chức năng 1 đi. Đó, xuất xuất nguyên cái này cũng được. Đó. Kiểm tra số nguyên hả? Có phải là số nguyên, có số nguyên tố, có sở số chính phương rồi. Ok, rồi mình sẽ kiểm tra số nguyên hay không thì mình phải khai báo cái biến đó là kiểu gì các bạn, kiểu in hay là kiểu plot hả? Kiểu Cái biến in x, biến x này là kiểu in. Nếu biến x là kiểu in thì không có gì để kiểm tra cả, bởi vì khi mà nhập vô một cái số mà số nguyên, số thập phân thì nó đâu có cho nhập đâu, cho nên là cái số đó luôn 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 in, nó luôn luôn nguyên thì không có gì để kiểm tra. Cho nên chỗ này bạn phải khai báo biến x này là kiểu plot để khi mình nhập vào, nếu mình nhập vô là một thì nó báo x là số nguyên, còn mình nhập vô 1.1 thì nó báo x không phải là số nguyên. Đó, như vậy thì chỗ này mình lưu ý chút xíu, tức là để mà khai thác được cái mục đích của bài toán. Rồi, chức năng 2. Mình làm cái menu thôi nha. Chưa, đối với giai đoạn 1 chưa có làm gì hết trơn á. Đó. Chức năng 2 mình có cái menu vậy đó. Chức năng 2. Nếu mà dài quá thì thôi kệ đi, cứ để vậy đi, dài cũng không sao đâu. Tương tự như vậy. Các bạn để chức năng 3. Và tất nhiên là trong bạn lập trình C thì bạn không có đưa tiếng Việt vô đây. Thầy chỉ copy cho nó nhanh thôi, chứ còn bạn bỏ tiếng Việt đi. Và kể cả cái tên file các bạn cũng không để tiếng Việt nha. Có một số bạn là để tiếng Việt á, khi mình chạy lên là nó báo lỗi á. Nó báo lỗi, nó không hiểu được ký tự của đường dẫn. Đó, tương tự như vậy, các bạn sẽ làm cho đến chức năng 5, chức năng 6, chức năng 7, chức năng 8, chức năng 9, chức năng 10 và chức năng 11 là thoát. Được chưa? Như vậy thì khi chỗ này thầy chọn chọn một chức năng hai chấm, nó nháy nháy chỗ này. Nếu mà chọn chức năng 1 thì xuất ra bạn đã chọn chức năng 1 kiểm tra số nguyên. Nếu thầy chọn chỗ này số 2 thì xuất ra cho thầy bạn đã chọn chức năng 2. Vân vân, như vậy thì chúng ta đã hoàn thành assignment 1. Đó, nội dung assignment 1 của chúng ta chủ yếu là làm menu. Được không? Nếu có thời gian viết tiếp từng chức năng vào để hoàn thiện cái assignment 2. Như vậy viết chức năng thì giống như hôm trước thầy đã ví dụ ở bài lab 3 rồi. Mình viết cái menu và mình viết các cái chương trình con nằm ở bên trên. Hoặc là mình khai báo chương trình con ở bên trên xong rồi viết ở dưới. Đó, rồi gọi các cái chương trình con vào.
mình hoàn thiện cái bài assignment 2. Như vậy đối với lại assignment 1, khó hay dễ? Ai nói khó giúp thầy coi. Lớp mình ai cũng giỏi hết trơn, gì cũng dễ hết trơn, không có thấy ai phản đối gì hết, không thấy ai nói khó gì hết trơn. Ok. Được chưa? Như vậy thì các bạn viết cái menu là xem lại bài 4. Xem lại bài 4 nha, bài 4 cái phần của lớp 3, bài 4 của lớp 3. Thì chúng ta đã làm được cái menu và chúng ta thay đổi nội dung là nó ra bài assignment rồi. Như vậy bài assignment nó sẽ chỉ yêu cầu ở cái chỗ là xây dựng menu. Như vậy các bạn quan trọng nhất là các bạn xây dựng menu làm sao mà nó đẹp, nó hợp lý. Thì các bạn cố gắng chăm chút cái menu của mình nhé, chăm chút cái menu của mình cho nó đẹp tí xíu. Còn cái này thì chúng ta đã làm ở bài trước rồi nè. Đây, bài tính tiền điện thì góp bên kia thả vô phát là xong rồi. Đó, có những bài mà chúng ta đã làm ở các bài lab hết rồi.